Phan Ni rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chuyên mục Alo phim nghe của chương trình Bật mí phim truyền hình. Đầu tiên là bộ phim mà Phan Ni muốn giới thiệu đến quý vị, một xuất phẩm của đất nước Thái Lan có tựa Anh là trăng, em là sao, dài 28 tập được phát sóng từ ngày 21 tháng 9 trên kênh HTV7 vào lúc 13 giờ. Thông qua nhân vật nữ chính của bộ phim là Dao Bộ phim đem đến những vấn đề quan tâm của lứa tuổi 30, đó là những băn khoăn về lựa chọn tình yêu, hôn nhân, sinh nở, những bất ổn tâm lý khi đứng trước các sự lựa chọn của đời mình. Đào có tất cả mọi thứ mà một phụ nữ 30 chuẩn. Xinh đẹp, khỏe khoắn, độc lập, mạnh mẽ, công việc tốt, thế nhưng cô lại lận đận đường tình duyên. Lo sợ việc có con sau tuổi 35 nó không tốt cho phụ nữ, Đào chuyển từ tình cảm yêu đương sang tìm cha cho con của mình. Cô không muốn lấy chồng, vậy làm sao cô sinh con được đây? tôi chỉ muốn có con thôi chứ tôi không có muốn lấy chồng đâu như vậy làm sao mà được chứ, được chứ. với hai chàng trai làm điên đảo các cô gái là kun chai và Phong, thì nhiều lúc đau cũng hoang mang bối rối giữa mục tiêu là tìm tình yêu hay chỉ đơn thuần là tìm cha cho đứa bé cách đặt vấn đề và giải quyết của phim khá thú vị nó khiến cho khán giả đi theo chân nhân vật đau để tìm câu trả lời cho việc nên thuận theo quy luật của tự nhiên hay là tạo nên một tiền lệ khác biệt anh là trăng em là sao có cái tên khá thơ mộng nhưng lại truyền tải những điều hết sức thực tế về lứa tuổi kết hôn của phụ nữ ngày càng muộn đi, kéo theo nhiều bất cập trong hạnh phúc lứa đôi. Thông qua đó thì phim cũng đề cao sự chân thành, thẳng thắn trong mối quan hệ anh em, bạn bè, gia đình và quan trọng là giá trị bất biến của tình yêu đôi lứa cho dù cuộc sống hiện đại có vội vã tất bật đến đâu. Một bộ phim đáng xem và suy ngẫm phải không ạ? Quý vị nhớ đón xem nhé vào lúc 13 giờ trên kênh HTV7 thưa quý vị vừa rồi thì những thông tin về giờ phim nước ngoài trên sóng htv và tiếp theo sau đây thì phan ni muốn chia sẻ một thông tin phim khác một bộ phim do việt nam sản xuất với tên là sóng gió gia đình được xây dựng trên Dạo nền này, câu chuyện khá bi kịch quá của mình? gia đình ông long đại gia à, kinh doanh vàng bạc dạ, đá quý mà đó. xuất phát từ có những tham vọng những, những mặt tối của từng thành viên trong gia đình ông bộ phim là hồi chuông cảnh tỉnh đánh thức lương có tri điểm. của những kẻ lạc lối và là bài học quý về lẽ sống ở đời sóng gió gia đình với những ví dụ rất cụ thể của cuộc sống xã hội ngày nay luôn chuyển biến một cách phức tạp sinh động và đa chiều người xem sẽ bàng hoàng với những mưu mô trước quỷ của những kẻ của vì đồng tiền vì quyền lực đã làm hại cả những người thân lối những lối người chung. ngay thẳng trung thực cứ yêu thương thù hận, thù hận trả thù rồi lại yêu và chiếm đoạt sở hữu những người trẻ tự lạc lối trên đường đời để rồi bước vào lối thoát nghiệt ngã của bản thân Nhân vật Minh do Lương Thế Thành thể hiện, đó là điểm sáng và thu hút của phim. Minh là một người từng gào thét đòi hỏi sự công bằng trong tuyệt vọng, thế nhưng chưa bao giờ thật sự đánh mất đi niềm tin yêu và sự lạc quan vào cuộc đời. Sống do gia đình với nhiều kịch tính đan xen trong quá trình điều tra phá án, những màn võ thuật rượt đuổi bóc trần tội ác của bọn tội phạm kinh tế xã hội đen hay cá độ bóng đá. Cái thằng khốn nạn kia, cái thằng bội bạc, bà. mày đã phản bội tao rồi mà còn chỉ đường cho tới tới kiếm nhà tao nữa hả? Nếu có một thông điệp nào đó ấn tượng nhất trong bộ phim thì có lẽ đó là về hạnh phúc. Hạnh phúc trong cả sự cố gắng tha thứ cho ai đó đã từng làm chúng ta tổn thương sâu sắc và hạnh phúc nay, trong chính quá trình sửa chữa sai lầm. Hãy đón xem nhé quý khán giả của chương trình phim truyện HTV Sóng Gió Gia Đình. Bộ phim đang được phát sóng trên kênh HTV9 vào lúc 22 giờ các ngày trong tuần. Mời quý vị đón xem thật tiếc là thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi và phan ni xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị lần sau với những thông tin thú vị khác về phim truyện nhé